Xin chào bạn nhé. Vừa rồi thì bên mình công ty cổ phần xây dựng Virup đã chia sẻ những hình ảnh thực tế về một căn 2 tầng mái Nhật của chú Nhiên tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Thì căn này thì bên mình triển khai thi công và hoàn thiện cho chú toàn bộ phần khung kèo cũng như nhân công lợp ngói hoàn thiện cho chú đã xong được 1-2 hôm nay rồi. Thì hôm nay mình tới thăm công trình và mình muốn chia sẻ những hình ảnh thực tế về cái chất lượng hoàn thiện của công trình này cho các bạn theo dõi. Thì căn hạng mục hai khung kèo mái ngói của căn 2 tầng mái Nhật của chú Nhiên tại xã Đồng Cương, huyện Nàng, tỉnh Vĩnh Phúc thì do công ty cổ phần xây dựng Virup thi công. Thì hạng mục này thì công trình bên mình đã được chú Nhiên giao cho cung cấp toàn bộ phần vật tư khung kèo cũng như nhân công dựng khung, nhân công đập ngói hoàn thiện và ngói là gia chủ tự mua. Và loại ngói sử dụng trong công trình là ngói đất nung trắng men màu có thương hiệu là Vigracera dòng S. Đấy, và cái dòng này thì bên mình đã tư vấn và cung cấp thêm cho chú một cái hạng mục nhỏ, đó là cung cấp phần ngói bò. Đó là phần ngói bò lắp của CMC màu xanh rêu đồng bộ với cái màu S06 của Vigracera. Đấy, thế thì ngoài cái phần khung kèo cái bò ra thì bên mình cung cấp cho chú cái phần khung kèo, khung xương, khung mang thương hiệu thép Virup màu nhũ trắng cũng như là các cái vật tư phụ kiện liên kết đi kèm. Đấy. Thì công trình này có cái diện tích mái ngói hoàn thiện là 120m² và bên mình sẽ triển khai thi công trong khoảng độ tầm gần 5 ngày gì đấy. Thì công trình này bên mình triển khai khá là nhanh, thì hôm nay mình tới thì công trình cũng đã xong được 1-2 hôm rồi. Hiện tại mình đang đứng trước mặt căn 2 tầng mái Nhật của chú Nhiên tại xã Đồng Cương, huyện Nàng, tỉnh Vĩnh Phúc. Thì căn 2 tầng mái Nhật của chú Nhiên này phần thô thì chú đang thi công và hoàn thiện thôi. Thế còn riêng hạng mục mái ngói thì bên mình công ty cổ phần xây dựng Virup đã triển khai thi công và hoàn thiện xong cho chú trong khoảng thời gian gần 5 ngày. Đấy. Thế thì rất là may mắn khi bên mình được chú giao toàn bộ phần khung xương kèo thép mang thương hiệu Virup cũng như nhân công dựng khung, nhân công lợp ngói hoàn thiện và ngói là gia chủ tự mua thôi. Đấy. Thế thì này thì có cái kết cấu mái khá là đơn giản, gồm có một thân mái chính này. Cái cách xác định mái chính thì gồm có một, chúng ta xác định 4 điểm của mái chính, có kích thước rộng nhất thì đây là chiều dài nhà này. Đấy, đây là một cạnh của mái chính này và chiều rộng nhà là từ đây sang hẳn bên vế bên này. Đấy, đây chính là 4 điểm của mái chính. 1 2 3 và góc bên kia là 4. Đấy. Thì chúng ta sẽ xác định là một cái đường lóc chính ở phía trên cao đây. Đấy, đây là mái chính. Và ngoài mái chính ra chúng ta sẽ có một cái mái sảnh phụ ở đây. Đấy. Thế thì cái chất lượng thi công thì mình không phải bàn rồi. Mình cũng giống như bao người khác thì mình cũng chia sẻ cái này. Mục đích của mình không phải mình khoe mà mình muốn các bạn, cho dù các bạn có thể là một cái gia chủ hoặc là một anh em thợ gì đó, có thể tham khảo để chúng ta làm sao chúng ta ra được một cái đầu bài, làm sao cho chúng ta thi công mái ngói nó là đẹp nhất có thể. Đấy, thì đầu tiên là độ cao, độ dốc. Thì với căn nhà này thì bên mình đã triển khai thi công là độ dốc là 33 độ các bạn nhé. Tại sao mình chọn 33 độ các bạn nhìn đây này. Đấy, công trình nhà chú ngay sát đường, cái ô tô kia là ngay sát đường luôn, gần nhà chú luôn. Thì nếu như chúng ta đứng ở vị trí đây, cái đường này, chúng ta gần như không nhìn thấy cái phần mái đâu các bạn ạ. Đấy, thì bên mình cũng không thể tư vấn cho chủ nhà làm 35, 37, 38 độ. Tại vì những cái ngưỡng độ như vậy thì là độ dốc nó quá lớn. Đấy, độ dốc quá lớn và khi chúng ta làm mái chúng ta cảm thấy nó không được đẹp. Tuy nhiên là ở đây đầu bài chúng ta không thể làm một cái mái ngói, chúng ta đầu bài chúng ta phải đứng ngay ở dưới chân nhà mà chúng nhìn thấy mái được. Như thế thì cái dạng máy pháp máy đứng thì mới làm được việc đó thôi. Thế còn với những căn nhà nói chung thì chúng ta cũng phải có một khoảng cách nhất định. Rồi, ví dụ như mình đứng ở đây nhìn lên mái, chúng ta thấy mái thì theo tiêu chuẩn như vậy thôi, chứ không phải là chúng ta lấy theo tiêu chuẩn là chúng ta đứng ngay cạnh mái nhìn thấy mái. Đấy. Thì cái độ dốc mái này sử dụng 33 độ thì cái độ cao mái nó cũng khá là hợp lý. Các bạn nhìn thấy này. Đó. Độ cao, độ dốc là khá là ok. Thế thì bây giờ mình cũng nói thêm nữa là nhà chú là sẽ làm đồng dốc, tức là các mặt mái bên phía mặt bên này này. Đấy, cùng đầu dốc về phía mặt tiền và mặt đằng sau và tất cả các mặt mái này cùng một độ dốc. Tức là mình làm đồng dốc. Đấy, cùng 33 độ. Đấy, thì khối mái như này là mình đánh giá là khá là lý tưởng. Đấy. Rồi ok. Lần tiếp theo là chất lượng về thi công hàng ngói chân này. Đấy. Hàng ngói chân mình nhìn thì nói chung là rất là đồng đều. Không có bị gập gãy một chút gì cả, không có một cái gợn đấy các bạn nhìn đấy. Đấy, các bạn nhìn đây này, các cái đường chân của bên máy sảnh này, máy phụ này, các hàng chân máy chính này, hàng chân này khá là ok. Đấy, các bạn nhìn hình ảnh trên cao chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ chất lượng thi công rồi. Đấy, kể cả chúng ta nhìn kỹ hơn về cái phần ngói chính hoàn thiện này, đấy, không có viên nào nó khắp khảnh, không có viên nào nó gồ ghề, nó tạo cái gợn cho chúng ta cả. Các phần máy khá là đều, khá là mịn. Đấy. Thì ngói chính cũng khá là ok. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nhìn về hàng ngói bò. Như đây, mình sẽ chọn một góc quay nào đó để nhìn được bò đẹp hơn. Đây. Đấy, nhìn các bạn nhìn thấy chưa? Và nhìn được ngói bò này. Đấy, chúng ta nhìn thấy không? Đấy, cái đỉnh bò nó thẳng tắp luôn. Như vậy là chất lượng thi công khá là được. Tương tự như vậy sang cái phần bên ngói bên này. Bò máy chính này, các bạn nhìn thấy bò máy chính này. Đấy. Cũng rất là phẳng, rất là thẳng luôn. Hồ lô thì nắp cũng khá hài hòa,
Mình hơi tiếc một chút khi mà cái kim hồ lô này giá như là nó có thể dài thêm khoảng 10 15 20 phân nữa thì sẽ đẹp hơn một chút. Cái này nó cũng không quan trọng lắm đâu các bạn ạ. Cái này là tương đối rồi. Còn chúng ta sẽ nhìn vào đường xối nhé. Đây, mình sẽ zoom vào đường xối các bạn nhìn thấy này. Cái khe cắt xối anh em cắt rất là thẳng và rất là khít luôn. Đây, khe cắt xối này. Ở đây công trình xong rồi nên là mái trên mái nó rất là nóng nên mình không thể quay được cái chi tiết cái đường xối, nhưng mà thực sự là mình con mắt nhìn ở đây thì rất là khít luôn, chúng ta không nhìn thấy điểm khe hở, không nhìn thấy điểm cái điểm bất lợi gì cả. Đấy, chúng ta kết hợp nhìn cái sóng chéo của ngói này. Đấy, cái sóng chéo rất là thẳng nhé. Sóng thẳng còn thẳng thì sóng chéo còn thẳng cũng chỉ là sóng thẳng các bạn ạ. Đấy, thì căn này thì bên mình triển khai cũng khá là nhanh do diện tích nó nhỏ, hơn 120 m² thôi. Thì bên mình triển khai khung kèo mất khoảng gần 2 ngày. Ngày rưỡi 2 ngày gì đấy, chuyển ngói mất nửa buổi và lợp mất tầm 2 ngày, 2 ngày rưỡi nữa. Thì bên mình đã xong công trình. Công trình này thì có cái chi phí hoàn thiện mình nghĩ là cũng khá là vừa phải. Cái phần khung kèo thì sử dụng khung kèo Việt Úc của bên mình và bên mình có cái giá rất là tốt. Và là ngói sử dụng công trình là ngói đất nung trắng men dòng Villacera thì giá thành cũng khá là rẻ. Khá tốt. Đấy, khá tốt trong cái phần khúc ngói đất nung trắng men. Đấy, và bên mình có cung cấp cái dòng bò để làm sao cho nó mái ngói nó đẹp hơn, nó sang trọng hơn, thì bên mình có cung cấp thêm cho chú cái phần bò, tức là bò mình bên mình sẽ mua hộ cho chú thôi. Đấy, bò CMC nhìn nó sang trọng hơn, nó cứng cáp hơn. Cái bò này rất là quan trọng các bạn ạ. Mình rất là nhiều lần trong video mình lưu ý rồi, cái bò nếu chúng ta dùng cái dòng ngói bò mỏng và bò nhẹ thì nó rất hay bị tốc lật và nhìn nó chúng ta thi công chúng ta cảm thấy nó không được chắc chắn, chúng nó không dám đi lại lên trên. Đấy. Và ngoài cái yếu tố tốc đặt rồi khó đi lại ra thì cả cái hình thức nó không được đẹp nữa. Thế nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng các loại bò khác, kết hợp các loại dòng bò khác thì mình cho rằng là cái máng nó sẽ sang trọng hơn, đẹp hơn, cứng cáp hơn, không bị bay tốc. Và cái thứ hai nữa là chúng ta có thể đi lại thi công lắp đặt các hạng mục khác nó rất là dễ. Rồi, do thời tiết bây giờ cũng gần trưa, trời rất là nắng thì mình sẽ cũng không thể có thời gian, bên mình cũng phải qua một công trình khác thì mình không thể quay chi tiết các bạn hơn cái chất lượng thi công hoàn thiện của căn hai tầng mái Nhật của chú Nhiên tại xã Đồng Cương, huyện này tỉnh Vĩnh Phúc được. Thì cái nội dung này mình muốn chia sẻ nhanh thôi các bạn ạ. Đấy, thì nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay, bấm nút like nhé và đăng ký kênh YouTube của bên mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.